Nhậm Do Lân lộ ảnh cảnh ngược đẹp xuất sắc ở Ngự Giao Ký. Sau hàng loạt ảnh hậu trường ngọt ngào và lãng mạn, Ngự Giao Ký chính thức bước vào giai đoạn quay những cảnh ngược tâm. Vừa qua, một bức ảnh Nhậm Gia Luân trong vai nhân vật người cá Trường Ý nằm trọng thương hấp hối khiến ai nấy đau lòng và hốt hoảng. Trong ảnh, Nhậm Gia Luân đang nằm nhắm mắt, tựa lưng vào một gốc cây lớn. Trên y phục của anh nhuốm đỏ máu tươi, nét mặt thì tím tái vô cùng đáng lo. Khung cảnh hấp hối như chết bờ chết bụi này dự báo cho một chuỗi những cảnh ngược tâm theo đúng nguyên tắc Ngự Giao Ký. Khán giả đương nhiên bất ngờ vì sau bao nhiêu hình ảnh ấm áp trước đó, cuối cùng một phân cảnh đau đớn trong Ngự Giao Ký đã được đăng tải. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Nhậm Gia Luân vẫn bùng nổ vi rùa dù đang đứng trên bờ vực sinh tử. Nhiều khán giả còn đòi bắt về nhà, fan Việt bình luận về ảnh bị thương của Nhậm Gia Luân. Bảo bối ơi, ngoài kia giang hồ hiểm ác, về đây với tỷ tỷ đi, si rô chảy rồi, thương quá đi, bị thương mà nhìn vẫn mờ lem. Ôi những cảnh ngược đến rồi, nhìn hấp hối mà vẫn đẹp thế đấy. Nhậm Gia Luân vào vai này vi rùa đỉnh thật. Ngự Giao Ký của tác giả Cửu Lộ Phi Hương là chuỗi những biến cố đắng cay, đau thương của cặp đôi Kỷ Vân Hòa do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng, Trường Ý do Nhậm Gia Luân đóng. Trường Ý là một người cá vô tình bị phía triều đình bắt làm nô lệ. Anh bị phía Ngự Yêu Cốc, nơi ở của nữ chính tra tấn kịch liệt, thế nhưng nữ chính luôn đến và chăm sóc, bồi thuốc cho anh. Hai người nhanh chóng yêu nhau, lại khao khát tự do nên luôn muốn giải thoát cho nhau. Để cứu Trường Ý, Kỷ Vân Hòa buộc phải lừa mình dối người, giả vờ chối bỏ tình cảm của cô dành cho Trường Ý khiến anh chết tâm rời đi. Sau 6 năm, cả hai gặp lại nhưng thân phận đã khác, một người cao cao tại thượng, một người thì yên lặng chờ cái chết cập bến. Liệu sau cùng, cặp đôi Ngự Giao Ý có thể bên cạnh nhau hạnh phúc? Trước 2020, Nhậm Gia Luân là một diễn viên vô danh, trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba đã có lượng fan rất đông đảo. Thời điểm đó, chưa bao giờ khán giả có ý tưởng hai người sẽ đóng chung phim. Tuy nhiên, sau sự thành công của Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân vụt sáng, trở thành nam diễn viên được yêu thích. Nhậm Gia Luân được khen ngợi khả năng diễn xuất, vươn lên bằng thực lực. Anh cũng được đánh giá cao khả năng biến hóa trong các vai diễn. Nhậm Gia Luân là một trong số sao nam hiếm hoi lập gia đình ngay khi đang phát triển sự nghiệp nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của các fan vì khán giả quan trọng tài năng diễn xuất của anh. Địch Lệ Nhiệt Ba được đoàn làm phim Ngự Giao Ký nhắm ngay từ đầu. Mỹ nữ Tân Cương ghi dấu ấn trong nhiều phim tiên hiệp kỳ ảo như Tam Sinh Tam Thế, Trầm Thượng Thư. Cô được xem là hoa đán 9X nổi tiếng nhất hiện nay, có lượng fan đông, bất cứ phim nào tham gia cũng hot. Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đều nổi tiếng tạo chemistry cực đỉnh với các bạn diễn. Khán giả tin tưởng hai người sẽ làm nên chuyện cho một phim cổ trang mới. Sự kết hợp này khiến Ngự Giao Ký chưa quay đã hot. Nhiều khán giả ban đầu đã hoang mang nhẹ với bộ poster của Ngự Giao Ký. Một số ý kiến cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba trông còn công hơn Nhậm Gia Luân. Đồng thời đây là lần rất hiếm có khi Nhậm Gia Luân theo đuổi hình tượng thanh thuần, ngọt ngào và mềm mại. Thế nhưng một số fan nguyên tắc lại vô cùng ưng tạo hình của Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba, nhất là mỹ nam Cẩm Y Chi Hạ vì người cá Trường Ý trong chuyện đúng thật có vẻ ngoài xinh đẹp, mị hoặc vô cùng. Nhìn chung, ekip Ngự Giao Ký đã có thành công bước đầu về mặt hình ảnh.